Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami. Asayo sannisino varabodhi mule. Marasase mang mahamatin viyo diyo. Sambodhi magat ki ananta nyano Lobotamo tang pakna mami buddhang Yeja buddha atita cha Yeja buddha anagata patyut panna cha Ye buddha ahang vandami sapara Iti biso bhagava arahang samma sambuddho viyeso charana sampanno sugato lokapido anuttaro bhusiksara samma sarathi sathadeva mano sanang tấu thì tên thật là Mai Văn Tú thì sinh năm 1941. Thì nghệ sĩ này đã cống hiến cuộc đời mình các nhà hát Trần Hữu Trang, các nhà hát rạp Thành phố Hồ Chí Minh, nhà hát Công Nhân, cũng như là một bầu xô luôn, là một người hồi xưa là tổng cộng mấy chục đoàn, là người này đều là một người tay đoàn cánh hát, là một đàn anh đàn chị của các ca sĩ, các dưới nghệ sĩ khác. Thì nghệ sĩ Thanh Tú là nay là tuổi thọ 82 tuổi, mất lúc 10:30 ngày 23 tháng 2 năm 2021, tức là hôm qua hôm kia, thì 23 ngày 23 là chiều 23 thì đã nhập kim quan á, là bỏ vào hòm. Thì nghệ sĩ số nhà là 504 xiệt 50 là xiệt 51 xiệt 31, đường Kinh Dương Vương, phường Đông Trị B, và ở quận Bình Tân. Thì hiện nay nghệ sĩ ưu tú nhân dân, cũng như là một nghệ sĩ Thanh Tú, là một người ca sĩ đã là dẫn nhiều đoàn gánh hát, 50 đoàn. Thì thầy rất là buồn khi thấy một nghệ sĩ sân khấu, một người đã đóng góp trong nghệ thuật từ ngày xưa tới giờ, đã khởi chiến tranh. Thì nghệ Thanh Tú này đã hai thời kỳ chiến tranh, đã cũng đi vừa chiến tranh vừa diễn vừa hát, và cũng đã đóng góp trong sở văn hóa cũng như trong nghệ thuật văn hóa rất là cao. Thì nghệ sĩ Thanh Tú này đã trải dài trong cuộc thời gian hai thời kỳ kháng chiến chống thầy không nói tên, tại vì giờ hòa bình rồi không nhắc là cái thằng khầu này không nhắc tên. Thì trong thời kỳ chiến tranh thì nghệ sĩ Thanh Tú này đã đóng nhiều cái tuồng cải lương rất là hay với các ca sĩ hồi đó là Kim Cương. Những nghệ sĩ như là Minh Dương, Lệ Thủy, rồi Khanh Tấn, rồi những cái nghệ sĩ mà Khanh Tòng, những nghệ sĩ mà mắc vừa rồi hết rồi đó, là những nghệ sĩ già nhất á, cùng lứa tuổi á, đều ra đi. Nên là nghệ sĩ này á thì đã đóng góp rất là lớn lao trong cái vấn đề, nhưng mà sẽ may người này chết sẽ đi mai táng tại Hoa Viên, tỉnh Bình Dương. Thì cho ở đây có một cái mộ này, nguyên cái nhà mộ này dành cho các dưới nghệ sĩ hết, vậy đó là cái khu đó nghĩa trang liệt sĩ của nghệ sĩ luôn vậy đó. Thì nghệ sĩ Thanh Tú mất vào ngày 10:30 ngày 23 tháng 2 năm 2021, thì âm lịch cũng là ngày cũng cùng một ngày. Còn cái ngày mà ngày đi đem đưa về cái linh cữu là ta lại nghĩa cho Hoa Nguyên tỉnh Bình Dương là lúc 4:30 ngày 26 tháng 2 năm 2022. Tất nhiên là nay là ngày 25, ngày mai mới đưa đi, 4 giờ sáng đưa đi. Thì ai có duyên thì đến quay, thầy cũng muốn đi lắm, nhưng mà nếu mà có duyên thì tối nay hoặc tối mai thầy cũng đi. Nếu mà ai đây thì kêu xe taxi cùng với thầy đi xuống cái tháp với nhang, cái đi về liền, không có ngồi lâu. Coi gì thẳng xuống Hoa Nguyên luôn thầy. Thôi cỏ mấy là tụi con gỡ trần hoa cũng được hay không? Thầy mấy trăm, tụi con mấy trăm gỡ trần hoa cúng cũng được, đại diện cho thầy. Thầy cũng hạn chế đi. Thầy có đọc bài kinh siêu độ cho nghệ sĩ không thầy? Có.
Thì giờ khi thầy cầu nguyện còn nghệ sĩ Khanh Đáng, nghệ sĩ ưu tú Khanh Đáng, Ngọc Đáng thì cũng nằm bệnh viện Chợ Rẫy, cũng là sống ở bên Mỹ, nghe nói chết bên Mỹ, nhưng mà người thì nói chết Mỹ, người thì nói đang nằm bệnh viện đang hấp hối. Thì hai cái vấn đề này thì cứ coi là chết đi cho rồi chứ sao chết, để nói là thời kỳ cuối mà hết thuốc chữa rồi phải chết không trước sau phải đi. Thì bữa nay thì sẽ báo tin buồn cho hai nghệ sĩ lớn tuổi nhất, nghệ sĩ ưu tú Thanh Tú mất ngày 23 tháng 2 năm 2022, nghệ sĩ Ngọc Đáng nếu mà năm nay mất thì 72 tuổi. Ngọc Đáng là nữ nghệ sĩ ưu tú. Ngọc Đáng thì sống cũng bên Mỹ, nghe nói chết bên Mỹ, rồi người thì để không tin thì đang nằm bệnh viện, đang hấp hối ở bệnh viện Chợ Rẫy. Thầy tụng bài kinh cầu siêu cho. Giờ thầy tụng bài kinh cầu siêu đi ha. Đọc kinh tiếng Phạm được thầy? Không có tiếng Phạm, tiếng gì? Tiếng Bali. Tiếng Bali là tiếng Ấn Độ, chứ không có tụng kinh tiếng Việt Nam, tiếng Trung Quốc. Không có Đài Loan, Hồng Kông, Nhật gì mà tụng tiếng Bali. Cầu siêu. Nam mô Tassa Phakhavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Phakhavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Phakhavato Arahato Samma Sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Sa yo san ni sino vara apodhi mule marasa se mang maha matin vi yo ji yo sampodhi magat ki ananta nyano lokotamo tang pana ma ami buddhang ye cha buddha atita cha ye cha buddha anagata patyut panna cha ye buddha ahang vandami sabbada iti biso phakhava arahang samma sampuddho viesu charana sampanno sugato loka pido anuttaro pusiksara sama sarathi sathade